Bây giờ nếu mà trong cái game của chương trình tối nay với Dược Thảo muốn cho Hoàng Mỹ An biểu diễn lại những cái bước điệu mà Hoàng Mỹ An đã đi thi có được không? Dạ, được chứ. Thực sự nói tiếng game chứ nó cũng như là biểu diễn cho mọi người coi thử thôi. Dạ, đang biết nay... thắc mắc cái điều là đang mang đôi giày. Dạ, con không có biết là hôm nay có cái game này nó là con không có mang theo giày nhảy. Đó, một cái điều xác nhận nữa nha, game không có bày trước nha, mọi người thấy rất bất ngờ. Bây giờ con cứ coi như là cái đôi giày mà hôm con nhảy ở Boston bị trời lạnh cho nên cái chân nó nhỏ lại và nó hơi lỏng đi. Dạ. Cứ giống như thay là cởi bỏ giày nhảy. Dạ, đúng rồi. Dễ hơn phải không? Dạ. Đồng ý không? Dạ, đồng ý. Con có sao không? Không mang giày được phải không? Dạ không sao. Như vậy đồng ý không quý vị? Biểu diễn không mang giày nha. Yeah. Và game thứ hai trong chương trình Tonight with Thảo với Hoàng Mỹ An. Yeah. Mời con. Nhà con mới ra mời Hoàng Mỹ An ra sang nhảy khoan. Bây giờ trong năm thể điệu chú chọn nha. Bỏ giày đó chưa? Bỏ giày đó chưa? Dạ. Có cần người đàn ông cởi giày không? Cảm ơn chú. Muốn bỏ giày thì mang giày. Ở đây đi. Ok, bỏ giày dễ nhảy hơn ha. Dạ. Xin lỗi quý vị nha, đúng ra phải mang giày đàng hoàng dạ. Nhưng mà bất ngờ bài trò chơi. Rồi. Xin lỗi quý vị. Ok, bây giờ ban nhạc ready. Bất cứ điệu nào nghe chờ coi chỉ kìa, bắt đầu ra sân nhảy rồi đó. Khác hơn hồi nãy, khác hơn hồi nãy. How about samba? Dễ thương quá. Cha cha cha. Biết là văn bông không? Ôi, không sao. Dạ không biết. À, nhưng mà cái người nhặt được bông là anh Thảo nó mới chết. Ủa. Bây giờ muốn đeo chiếc thì gỡ luôn. Ồ, chú có cái nút ở đằng sau. Cái nút chút kiếm sẽ có. Bây giờ muốn gỡ luôn hay là muốn đeo? Thôi gỡ luôn nghe cho nó đều. Chúng tôi bên nặng bên nhẹ cái nhảy nó niễn. Cảm ơn chú. Dạ. Thôi bây giờ cha xong ban nhạc cho điệu rumba. Dạ. Hơi lòng cộng chút xíu tại mình không có giận cái ban nhạc nha. Thành ra thông cảm cái đó. Phải xin lỗi Hoàng Mỹ An. Tại vì nếu mà thật sự biểu diễn đó là thường thường không có chơi ban nhạc sống đâu. Nhạc đĩa yeah. Chắc đâu ra đó. Phải không à yeah. Tại ban nhạc hư đánh nó lơ nhanh chậm chút xíu. Cái đó là bình thường của con người thôi yeah. Nhưng mà ban nhạc đánh gì đánh hay hơn đĩa luôn đó yeah. Hay quá mà thâm sắp cả. Rất là có sức sống. Cảm ơn ban nhạc. Yeah. How about Paso? Paso duple. Bốn điều này ha. Dạ. Một điều nữa nha. Dạ. Một điều nữa. Trong chương trình tonight của Việt Thảo game thứ hai còn một điều nữa. Twist đi. Twist nha. Yeah.